chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, không còn giống như ngày hôm qua nữa. Sang đến ngày hôm nay, vùng thấp nóng ở phía Tây sẽ mở rộng hơn về phía Đông Nam, khiến cho đới gió Nam đến Tây Nam trên khu vực Vĩnh Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên, duy trì với cường độ là cấp 4, cấp 5. Trong đêm nay và ngày mai, cùng với sự mở rộng và phát triển hơn của vùng thấp nóng phía Tây sẽ khiến cho cường độ gió trên khu vực này tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, gây cản trở cho hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, dọc theo các khu vực biển miền Trung, từ Quảng Trị trở vào cho đến Ninh Thuận, thời tiết tốt, mưa rào chỉ xảy ra vài nơi, đới gió Tây Nam duy trì với cường độ trung bình, nhìn chung thì tình trạng biển khá ủng hộ cho các hoạt động hàng hải. Tại khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, trong 24 giờ tới thì gió Tây Nam sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 với sóng biển có thể cao trên 2 mét, do đó những tàu thuyền có trọng tài nhỏ nên hạn chế ra khơi để đảm bảo an toàn. Đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan thì gió Tây Nam hoạt động yếu, song nơi đây lại là nơi có nhiều mưa rông hơn cả nên các tàu thuyền hoạt động cần chú ý. Ra xa hơn đến với khu vực Biển Đông, nơi đây vẫn thịnh hành đới gió Tây Nam cường độ cấp 4, cấp 5. Vùng gió mạnh cũng như mưa rông vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực giữa và Nam Biển Đông. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng áp thấp nóng ở phía Tây tiếp tục quá trình mạnh lên và phát triển chậm dần về phía Đông Nam, nên trong đêm nay thì vùng biển này sẽ có gió Nam đến Tây Nam với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, với độ cao sóng biển có thể trên 2 mét, biển động, nên các tàu thuyền nhỏ tránh ra khơi để đảm bảo an toàn. Tương tự như vậy, tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay thì đới gió Nam đến Tây Nam cũng hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Thời tiết phổ biến là mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, với tầm nhìn xa thoáng. Tuy nhiên thì các tàu thuyền cũng cần chú ý đề phòng những con sóng cao và gió mạnh. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai, gió thịnh hành chủ yếu theo hướng Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5, sóng biển cao dưới 1,75m, trời hầu như không mưa với tầm nhìn xa thông thoáng, nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai, gió tại đây cũng thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ là cấp 4, cấp 5, thời tiết vẫn duy trì trạng thái tốt. Mây thay đổi, mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi vào khoảng chiều tối và đêm. Chỉ khuyến cáo với bà con ngư dân hoạt động ngoài khơi khu vực Ninh Thuận, cần chú ý vì tại đây gió Tây Nam có thể mạnh lên cấp 6, khá nguy hiểm cho tàu thuyền. Xuôi xuống vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, gió Tây Nam tại đây vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 với những con sóng cao từ 1,25 đến 2,25m. Mặc dù thời tiết phổ biến là mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xảy ra một vài nơi, nhưng với gió to sóng biển lớn thì tàu thuyền tải trọng nhỏ cũng nên hạn chế ra khơi để đảm bảo an toàn. Chuyển sang vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Gió Tây Nam tại đây chỉ khoảng cấp 4, sóng biển dao động từ 0,5 đến 1,5m. Tuy nhiên thì mưa rào và dông vẫn còn duy trì trong đêm nay và ngày mai. Bà con ngư dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như là tố lốc và gió rất mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, cũng giống như khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang thì nơi đây thịnh hành gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tuy nhiên thì những đám mây đối lưu vẫn còn có khả năng phát triển, gây ra mưa rào và dông mạnh, đặc biệt là ở phía bắc của vịnh. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý đề phòng tố lốc và gió giật, kèm theo tầm nhìn xa sẽ giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa để đảm bảo an toàn. Chuyển sang khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai, đới gió Tây Nam duy trì với cường độ trung bình là cấp 4, cấp 5, sóng biển cao dưới 1,75m. Trong ngày, trời phổ biến là mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở diện vài nơi. Tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trên khu vực này. Tại khu vực biển giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì đới gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Tuy nhiên, mưa rào và dông vẫn còn duy trì nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần chú ý. Trong cơn dông có thể xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh.
tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Khu vực này chịu tác động chính của đới gió Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5. Trong đêm nay thì mưa rào và dông còn xảy ra rải rác, nhưng từ ngày mai thì sẽ giảm dần về diện và chủ yếu chỉ còn ở khu vực phía đông. Bà con ngư dân cần đề phòng tố lốc, gió giật và tầm nhìn xa bị hạn chế trong mưa khi ra khơi vào thời gian ban đêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!